xin chào tất cả mọi người ok trong video hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn những cái thông tin của thị trường và sẽ có một cái đồ thị về bitcoin mà mình nghĩ là các bạn sẽ rất là quan tâm à, thế nên là các bạn hãy nên xem hết video để mà có thể có được những cái thông tin mình nghĩ là video hôm nay thông tin khá là quan trọng cũng như là mình sẽ update cho các bạn những cái thông tin về những cái ancoin mà các bạn quan tâm nữa đúng không ạ thế thì trước khi đến được cái nội dung chính của video thì với những cái bạn mà mới đăng ký kênh youtube của mình thì sau khi đăng ký các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh để khi nào mà mình làm những cái video thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên được update và được uh, cập nhật một cách sớm nhất, các bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Và các bạn nên follow hai cái kênh Telegram là kênh Trading FOMO nơi mà mình cùng với các admin sẽ cập nhật xu hướng của thị trường uh, của Bitcoin của Altcoin thường xuyên cung cấp cho các bạn những cái vùng mua, vùng bán ở trên đó. Và kênh News là kênh mà mình update những cái thông tin khác liên quan đến thị trường tiền điện tử nói chung. À, với những cái bạn nào mà mới tham gia vào thị trường hoặc là các bạn chưa có kinh nghiệm trong cái việc uh, lọc kèo uh, chọn những cái tín hiệu uh, chọn vùng mua vùng bán phân bổ vốn thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm uh, private trading FOMO thì trên này uh, sẽ có các admin hỗ trợ cho các bạn riêng và các bạn sẽ đỡ không mất công thời gian tìm những cái tín hiệu trên này admin sẽ cập nhật cho các bạn thường xuyên uh, kể cả những cái tín hiệu đánh ngắn hạn và những cái tín hiệu hâu trong trung hạn thì thời gian này là cái thời gian rất đẹp trong năm để chúng ta có thể chọn lọc được những cái an coi tiềm năng để chúng ta hâu từ giờ đến cuối năm. Mình nghĩ là lợi nhuận khá là tốt. Các bạn nếu mà à, à, nếu mà các bạn cảm thấy là cần thiết thì các bạn có thể tham khảo cái thông tin của nhóm này. À, quay trở lại với cả cái chủ đề của video ngày hôm nay thì hiện tại chúng ta đang có được một cái mức uh, vốn hóa và cái mức volume giao dịch khá là ổn định, không có gì nhiều. À, sự thay đổi so với à, những cái ngày hôm trước Và hiện tại thì chúng ta có thể thấy là thị trường đang có một sự điều chỉnh nhẹ Đó. À, Tuy nhiên cái sự điều chỉnh này nó không nó không quá đáng ngại Như một số bạn à, đã hỏi mình Thì thực sự là trong cái thời gian gần đây Các bạn có thể để ý là trong một tháng gần đây Thì kể cả Bitcoin có lên hay xuống như thế nào Thì các an coi nó đều có cái xu hướng là điều chỉnh không quá lớn Và nếu như các bạn để ý từ cái thời điểm đầu tháng 9 cho tới thời điểm hiện tại ấy, Là hơn một tháng thì các an coi phần lớn các ăn coi nhỏ phần lớn đã có cái sự tăng trưởng từ 20 cho đến 30%, tức là cái từ, từ từ, cái vùng đáy nhất cho tới cái vùng cao nhất là khoảng từ 20 đến 30%. À, Bitcoin dù có lên hay xuống thì các ăn coi cái xu hướng chung trong một tháng vừa rồi nó vẫn là đi lên và nó đang khởi động cho một cái sự tăng giá khá lớn cho từ giờ cho tới cuối năm. À, mình bản thân mình thì mình vẫn à, cho rằng là từ giờ cho đến cuối năm sẽ là cái thời gian à, rất là đẹp với các ăn coi nói chung. Đó, tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải tìm tìm lọc những cái ăn coi nào mà có cái volume giao dịch tốt, có cái tiềm năng tốt đó và có cái đồ thị giá tốt nữa thì tất cả những cái yếu tố đó nó sẽ cấu thành nên một cái an coi nó không phải là một ăn coi đáng để chúng ta đầu tư hay không. Thì nói tóm lại là ngoài những cái ăn coi giảm ra thì các bạn có thể thấy một số những ăn coi đã có cái sự tăng nhẹ, nói chung là cái sự dao động nó không không quá lớn và nó không quá đáng ngại à, trong cái thời điểm hiện tại thì các bạn cứ bình tĩnh. À, các bạn nào mà đã chọn được an coin nào để mà hâu rồi thì các bạn không cần quan tâm quá nhiều tới cái sự biến động của thị trường kể cả bitcoin có giảm xuống đi chăng nữa thì các bạn cũng à, không nên quá lo lắng khi mà chúng ta đang ở trong cái vị thế là mua ở cái mức giá rất là thấp rồi nên là chúng ta cũng không cần phải phải quá đau đầu cái vấn đề này. À, và một cái thông tin mình nghĩ là rất là nổi cộm trong ngày hôm nay đó là liên quan tới cái việc là binance họ sẽ loại bỏ một số những cái đồng coin như là BCN, đồng Chat, đồng ECN và đồng Trick. Thì uh, hai cái đồng coin mà chúng ta hay chẹt, hay chuyết đó là đồng BCN và đồng Chat thì uh, cái, cái cái đồng coin BCN bị uh, delist là một cái tin sốc đối với rất là nhiều người vì đây là một cái đồng coin mà đứng thứ 30 trên bảng xếp hạng và cái vốn hóa là 300 triệu đô. Thì uh, không rõ là nội bộ của uh, đội ngũ phát triển BCN và Binance có cái vấn đề gì mà dẫn đến cái việc là BCN uh, bị delist thì mình cũng khá là bất ngờ về cái thông tin này, thì hiện so với cái thời điểm mà cái thông tin này được đưa ra thì BCN đã có một cái sự giảm giá khoảng hơn 20%, đây là một cái cột đâm mà mà chắc chắn nó sẽ xảy ra khi mà Binance đe delist một cái đồng coin nào đó thì các bạn lưu ý đối với những cái bạn nào mà mình thấy là một số bạn cũng hỏi mình quan tâm về cái đồng BCN thì với cái thông tin hiện tại khi mà binance họ delist đồng đồng coi này thì hiện tại thì cái chart đang bị phá và các bạn thì không không nghĩ là không nên trong thời điểm hiện tại là không nên tham gia vào mua bán cái đồng coi này trước mắt đã thì chúng ta không nên bắt bắt một con dao đang rơi đặc biệt với một cái đồng coi vừa bị cái sàn binance delist thì chúng ta không không nên mua bán đồng coi đó vì có rất là nhiều đồng khác nó nó tiềm năng hơn rất là nhiều đúng không ạ thì các bạn lưu ý cái điều đó và nó cũng chứng tỏ chứng chứng tỏ một cái điều là chúng ta đang trong một cái thị trường mà chúng ta sẽ phải đối mặt với một cái rủi ro liên quan đến cái vấn đề là những cái đồng coi à, có cái volume giao dịch quá thấp hoặc là những cái đồng coi mà gọi là coi rác sẽ bị delist ra khỏi các sàn này các bạn cũng nên thận trọng trong cái việc mà các bạn chọn những cái những cái đồng coi để mà chúng ta có thể đầu tư thực ra là không phải tất cả những cái đồng coi mà gọi là coi rác mới bị delist đâu kể cả bitcoin gold một trong những cái đồng coi rất lớn cũng đã từng bị sàn bitcheck bitcoin gold là đồng coi có vốn đứng đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thì cũng đã từng bị sàn bitcheck delist vào ngày 1 tháng 9 với cái lý do là bitcoin gold không chịu nộp thêm 12.372 bitcoin gold cái phí duy trì ở trên cái sàn giao dịch này thì cái việc mà delist một cái đồng coi ra khỏi sàn nó có rất là nhiều lý do khác nhau và có những cái lý do liên quan đến cái vấn đề nội bộ chúng ta không thể biết được những cái lý do nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của chúng ta đôi khi nội bộ cái đội ngũ đó nó có vấn đề về về, về chính sách hoặc là về về cái vấn đề tiền nộp về phí để mà có thể duy trì được ở trên cái sàn thì cái vấn đề đó chúng ta không thể biết được thì chúng ta cũng phải đối mặt với cái rủi ro đó thì các bạn nên thận trọng thì thì tốt hơn các bạn chúng ta nên chọn những cái đồng coi mà mà có cái tiềm năng thực sự có những cái quỹ đầu tư lớn thì chẳng may mà chúng ta đen quá thì chúng ta bị bị dính những cái đồng coi đó thì chúng ta cũng cũng chấp nhận là bán lỗ uh, như như đồng BCN là lỗ khoảng 20% chẳng hạn thì đó là những cái rủi ro ở ngoài mà chúng ta không thể nào chúng ta có thể lường trước được thì các bạn tham gia vào cái thị trường này các bạn cũng nên uh, ý thức được cái rủi ro đó đúng không ạ? và đó là cái thông tin liên quan đến cái coin list sàn cái coin bị delist uh, khỏi sàn binance thì mình cũng update cho các bạn à, quay trở lại về cái thông tin về bitcoin thì thực sự là cái thông tin liên quan tới uh, xu hướng trong ngắn hạn của bitcoin thì mình không có quá nhiều thứ để mà update cho các bạn à, cái quan điểm của mình nó vẫn như các video trước là trong tháng 10 này bitcoin sẽ còn cái sự dao uh, động nhỏ đó, cái sự dao động này nó sẽ không quá lớn và nó sẽ không ảnh hưởng quá lớn với các altcoin à, kể cả bitcoin giảm thì các altcoin nó cũng sẽ chỉ tụt vài phần trăm mà thôi vì các coi phần lớn nó đang ở cái vị thế mua rất là tốt rồi và trong khoảng một tháng nay là cái sự dao động của coi nó không bị bitcoin bị ảnh hưởng quá nhiều và đa phần là các coi nó đang trong cái tư thế là đang đang đã đi lên đã đi lên một phần nhỏ và đang chuẩn bị để có thể đi lên một cái sóng lớn tiếp theo À, và cái và cái đợt này thì chúng ta nên tập trung vào cái việc chọn lọc Và tìm những cái an coi tốt để mà chúng ta mua với cái giá đáy Thì tốt hơn là chúng ta tập trung và quan tâm tới Bitcoin Nó, Bản thân mình thì hiện tại mình không đặt nặng cái vấn đề Bitcoin lên hay số 1-200 đô quá nhiều Và mình cũng đã đóng tất cả các lệnh của mình Các an coi mình đã mua đủ và mình đã đóng lệnh Và mình chỉ chờ đợi uh, từ giờ đến tháng 12 Thì mình sẽ có những cái quyết định uh, bán ra hợp lý đó thì đó là đối với bản thân mình còn với các bạn thì các bạn mình nghĩ là cũng, cũng nên chọn ra cho mình một số những cái ăn coi tốt để các bạn hầu trong cái thời điểm này bên cạnh cái việc mà các bạn chết hàng ngày các bạn chết hàng ngày thì sẽ vẫn có lợi nhuận tốt tuy nhiên là chúng ta đừng đừng quên là chọn ra một vài những cái ăn coi ổn để chúng ta có thể hầu được và có một cái chat mà mình nghĩ là các bạn sẽ cảm thấy rất là hứng thú khi mà các bạn nhìn thấy và nó sẽ giải thích cho cái lý do tại sao mà cuối năm 2017 chúng ta có một cái đỉnh 20.000 đô. Thì cái đỉnh 20.000 đô này nó không phải là một con số bộc phát, mà nó hoàn toàn có thể lý giải được nếu như chúng ta phân tích về mặt kỹ thuật thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái chart đó là như thế nào. À đây chính là cái chart của Bitcoin kể từ khi mà Bitcoin được các sàn, hoặc cũng như là được các công cụ họ đo đếm. Nó bắt nguồn từ, bắt đầu từ tháng 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 8 năm 2011 cho tới nay có nghĩa là khoảng gần 8 năm rồi. Đây là một cái đồ thị của Bitcoin trong cái trọt dài nhất kể từ khi mà Bitcoin được khai sinh ra và được cộng đồng trao đổi mua bán. Thì trong cái đồ thị này nó sẽ có hai điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì như các bạn đã biết là trong cái việc phân tích đồ thị thì hai cái quan trọng nhất là tìm ra cái đường kháng cự và tìm ra được cái hỗ cái đường hỗ trợ thì bất cứ những cái công cụ nào nó cũng đều hướng tới cái việc tìm ra được đường kháng cự và tìm ra đường đường hỗ trợ và trong cái chat này thì các bạn sẽ nhìn thấy được hai cái đường kháng cự và hỗ trợ mạnh nhất trong lịch sử của bitcoin kể từ khi bitcoin ra đời và qua đó thì chúng ta sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về cái chu trình và cái sự tồn tại của bitcoin cũng như là cái dự đoán về cái xu hướng của bitcoin trong tương lai đầu tiên là các bạn có thể thấy là trong 2 năm 2011 và 2012 thì bitcoin đã có hai cái đỉnh và khi chúng ta nối hai cái đỉnh này lại với nhau thì chúng ta sẽ có một cái đường vào cái thời điểm đó đóng vai trò là đường kháng cự mình để màu đỏ. Đó. Và trong cái đường kháng cự này thì nó sẽ là là cái đường kháng cự mạnh nhất của Bitcoin kể từ khi Bitcoin được ra đời. Và đến năm 2013, đến đầu năm 2013 thì Bitcoin bất ngờ phá vỡ được cái đường kháng cự màu đỏ này. Và qua đó Bitcoin chứng kiến 2 năm tăng trưởng rất thần tốc từ 40 đô Tăng lên đỉnh điểm à, vào tháng 11 là 1.200 đô một cái sự tăng giá phải nói là rất mạnh của Bitcoin khi mà Bitcoin vượt qua được cái đường kháng cự màu đỏ à, Tuy nhiên là sau đó thì đến năm 2014 thì chúng ta có cái sự sụt giảm mạnh của Bitcoin nó khá là tương tương đồng với những gì mà chúng ta đang trải qua ở cái thời điểm hiện tại thì khi mà Bitcoin quay trở lại cái đường hỗ trợ à, cái đường màu đỏ vào cái thời điểm đó nó đóng vai trò là đường hỗ trợ Tuy nhiên là Bitcoin không không được đỡ bởi cái đường màu đỏ này và Bitcoin đã tụt xuống dưới và lại một lần nữa Bitcoin nằm dưới cái đường kháng cự mạnh nhất của Bitcoin kể từ khi nó được sinh ra. Và chúng ta đã chứng kiến tổng cộng là 4 năm Bitcoin nằm dưới cái đường kháng cự này. Và nó và cái đường kháng cự này nó cũng lý giải cho chúng ta biết tại sao là Bitcoin lại có cái mức giá đỉnh điểm là 20.000 đô vào năm 2017. Bởi vì khi đó khi mà Bitcoin tăng trưởng rất là đều đặn và mạnh mẽ từ năm 2016 thì Bitcoin đã có một sự tăng vọt và đến khi mà Bitcoin lên được 20.000 đô thì nó chạm vào cái đường kháng cự màu đỏ. Và đó chính là lý do giải thích tại sao chúng ta không thể vượt qua được con số 20.000 đô vào năm 2017. Tại sao không phải 30.000 đô, tại sao không phải 40.000 đô hay tại sao không phải 1 triệu đô mà lại là 20.000 đô. Đó là bởi vì vào thời điểm đó Bitcoin chạm vào cái đường hỗ trợ À, chạm vào cái đường kháng cự mạnh nhất của Bitcoin kể từ khi nó ra đời và vì thế nó sẽ phải có cái sự giảm giá điều chỉnh và như chúng ta chứng, chứng kiến là trong 10 tháng năm 2018 thì Bitcoin đã có cái sự giảm giá rất là mạnh từ 20.000 đô về chúng ta đang ở mức là 6.500 đô đó Tuy nhiên là nếu như chúng ta nhìn vào cái đường màu xanh ở bên dưới à, trái ngược với đường màu đỏ là cái đường kháng cự mạnh nhất trong lịch sử của Bitcoin thì đường màu xanh lại là đường hỗ trợ mạnh nhất kể từ khi Bitcoin ra đời và chúng ta chưa một lần nào nằm dưới cái đường màu xanh này. Đây là một cái đường màu xanh vô cùng mạnh mẽ, nó mạnh mẽ hơn tất cả những cái đường hỗ trợ khác của Bitcoin. Và kể và và cho đến khi nào mà chúng ta nằm trên được cái đường màu xanh này thì chúng ta vẫn đang đi rất đúng với cái chu trình kể từ khi Bitcoin được ra đời. Đó, và các bạn có thể thấy là ở cái thời điểm hiện tại ở mức giá 6.500 đô thì chúng ta vẫn chưa thể chạm vào để test được cái đường màu xanh này Đóng vai trò là đường hỗ trợ và chúng ta bắt buộc trong tương lai thì chúng ta sẽ phải test lại cái đường màu xanh này Nó có thể diễn ra trong 3 tháng năm 2018 hoặc là trong quý 1 năm 2019 Nhưng mà nó sẽ bắt buộc phải diễn ra Và đó là lý do tại sao mà mình cho rằng là thời điểm hiện tại nó vẫn chưa phải là đáy, thậm chí là 6.000 cũng chưa phải là đáy nếu như chúng ta nhìn kỹ vào cái đồ thị thì bitcoin hoàn toàn có thể giảm dưới 6.000, 5 hoặc 5 năm nó hoàn toàn là vẫn trong cái trend của bitcoin kể từ khi mà nó đã được sinh ra. Trong trường hợp mà bitcoin giảm xuống dưới đóng cái nến dưới cái đường màu xanh này, thì khi đó chúng ta mới nên bắt đầu lo lắng về cái việc mà bitcoin đang đang bẻ trend và bitcoin sẽ đi vào một cái trend mới. thì khi đó đến lúc đó thì chúng ta À, sẽ cùng ngồi lại với nhau và xem xét xem thế nào. Còn trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đang đi rất là đúng so với cái trend mà nó đã có từ năm 2011 nên là các bạn không việc gì phải quá lo lắng cả. À, thị trường này nó vẫn còn đang rất là mới và nó vẫn chưa thể vỡ ngay được. Khi nào mà uh, các nhà đầu tư các cá mập họ họ cảm thấy là cái thị trường này nó không thể tăng trưởng lên được nữa thì thị trường đó mới bắt đầu vỡ và đối với cái thị trường crypto thì nó vẫn còn khá là non trẻ thì nên là cái quan điểm của mình mình nghĩ là đây vẫn chỉ là những cái bước khá là mới mẻ và sơ khởi của của Bitcoin, của crypto cũng như là của blockchain. Và nếu như trong năm 2019 mà chúng ta giữ được cái mức giá nằm trên cái đường một hỗ trợ màu xanh này thì các bạn đều hiểu là trong năm 2020 trở đi chúng ta sẽ có được những cái năm tháng tăng trưởng mạnh mẽ như thế nào. Đó. mình không cần phải nói cái target cho các bạn các bạn có thể hoàn toàn có thể tự đo được ở trên này nó sẽ rất là lớn so với cả cái mốc 20.000 đô. Tuy nhiên đó là trong cái trường hợp mà chúng ta vẫn giữ được cái đồ thị giá trên cái đường hỗ trợ màu xanh đúng không ạ? Đó thì chúng ta để mà có thể khẳng định được cái điều này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cần phải ít nhất là năm 2019, ít nhất là phải hết năm 2019 thì chúng ta mới có thể uh, confirm được là cái đồ thị giá của Bitcoin nó vẫn còn đang đi đúng cái trend của nó hay không và nó còn đang nằm trên cái đường hỗ trợ mạnh nhất kể từ khi nó ra đời hay không thì chúng ta sẽ cần phải chờ đợi cái câu trả lời trong năm 2019. Tuy nhiên là ở cái thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là chúng ta vẫn chưa có gì phải quá lo lắng cả. Đó là cái điều mà mình muốn gửi gắm đến cho các bạn. Thì mình nghĩ đây cũng là cái đồ thị mà khá là hay cho các bạn cái nhìn tổng quan và cái nhìn gọi là tổng quát nhất về về về, về chu trình đi lên và giảm giá của bitcoin. Thì qua đó các bạn sẽ biết là mình đang nằm ở đâu trong cái chu trình của bitcoin được không ạ? Uh, OK, quay trở lại với cả một số những cái thông tin liên quan tới uh, các altcoin thì uh, một số bạn cũng quan tâm đến những cái đồng coin như là uh, Ethereum hoặc là Neo. Uh, thì với Ethereum thì mình sẽ có những cái quan điểm của mình như sau, vì thực sự là mình đã chia sẻ với các bạn ở những cái video trước là cái mức giá đáy của ETH nó rơi vào khoảng uh, 130 đô đúng không ạ? Uh, tuy nhiên là với cái xu hướng hiện tại thì mình thấy là là ETH nó đang có cái sự cầm giá khá là mạnh. Thế nên là các bạn sẽ có được hai cái phương án nếu như các bạn muốn đầu tư vào ETH như sau. À, đầu tiên là chúng ta sẽ xác định được hai cái target mà ETH có thể đạt được mình đo là hai à, cái target đó có thể đạt được là khoảng 320 đô cho cái target 1 và khoảng 550 đô cho cái target thứ hai. Và cái phương pháp đó thì mình đã chia sẻ với các bạn ở cái video trước rồi. Chúng ta sẽ xác định khá là đơn giản và với cái mức giá hiện tại thì chúng ta vẫn đang khá là lấp lửng so với cái việc với với cái quyết định chúng ta đã về cái mức giá đấy hay chưa. Tuy nhiên là nếu như các bạn à, mua ở cái mức giá này ấy, và các bạn chốt ở cái target gần nhất thì các bạn cũng có được à, 40% lợi nhuận. Đó, đối với ETH, 40% lợi nhuận đối với ETH cho cái target gần nhất và đối với target à, cao nhất trong năm nay mình nghĩ là khoảng 150%. Đó là đối với ETH thì các bạn có thể cân nhắc. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà ETH uh, giảm xuống 130 thì nó sẽ vẫn phải quay lại để mà test lại cái vùng giá 330 và cao hơn là 550 để mà có thể duy trì được cái sự cân bằng của đồ thị giá. Đó, đối với cái đồng coin mà đứng thứ hai trên bảng xếp hạng từ từ hiện tại và với cái vốn hóa lên tới hàng tỷ đô thì mình chưa cho rằng là đồng ETH nó sẽ đi uh, bất kỳ tắc hoặc nó sẽ phá vỡ cái quy tắc sóng của nó và theo cái quy tắc này thì ETH sẽ phải uh, test lại cái cái vùng 300 đô và cái vùng 500 đô. Và các bạn có thể cân nhắc, các bạn có thể mua ở cái thời điểm hiện tại cũng cũng ổn, mình nghĩ là không có vấn đề gì cả. Và trong trường hợp nó xuống dưới cái mức giá này thì các bạn có thể mua thêm và chờ đợi có thể chốt lại ở cái target hai cái target mà mình đã uh, đưa ra cho các bạn. Đó là cái đó là để giải đáp cái câu hỏi mà các bạn hỏi mình về ETH thì nó sẽ có hai cái xu hướng À, rất là rõ ràng và cái mức mua mức bán mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi à, Với các bạn mà mua ở cái mức giá hiện tại ấy, mà các bạn cẩn thận hơn ấy, thì các bạn có thể áp dụng cái cách như sau Đầu tiên là chúng ta sẽ à, mở cái chart một ngày nhé Mình sẽ tìm ra cho các bạn cái điểm mà cắt slot là ở đâu để các bạn có thể hình dung một cách dễ nhất à, Sau đó thì chúng ta sẽ mở cái đường MA26 ra Trung bình trượt đúng không ạ mình sẽ mở đường M26 là cái đường MA trong cái trong trung uh, hạn Đó. Thì khi mà mở cái đường M26 nhá, mình sẽ để màu vàng để cho các bạn dễ quan sát. Mình sẽ để to lên. Ok. Đó thì các bạn có thể thấy là trong uh, cái thời điểm hiện tại ấy, thì ETH uh, đang được uh, giữ ở trên cái đường uh, MA 26 và đây là cái dấu hiệu rất là tốt đối với ETH để mà chuẩn bị cho một cái đợt tăng tiếp theo và trong cái trường hợp mà các bạn mua ở cái mức giá hiện tại mà đồ thị giá của ETH nằm dưới cái đường MA 26 thì các bạn có thể cắt loss để mà các bạn đợi mua ở cái giá tốt hơn thì cái mức cắt loss mình nghĩ là rơi khoảng 200 đô tầm 200 đô các bạn mua ở mức giá hiện tại và nếu mà rơi xuống dưới 200 đô thì các bạn cắt loss và đợi mua ở cái mức giá tốt hơn thì đó là về ETH một cái đồng coi khác là đồng neo thì đồng neo cái xu hướng nó khá là giống so với ETH đó, neo đang được giữ chân ở cái vùng giá 18 đô và cái target thấp nhất của neo có thể đặt xuống dưới là 10 đô thì các bạn cũng sẽ có được cái phương án giống như ETH thôi. Nếu như các bạn mua neo ở cái thời điểm hiện tại ấy, thì các bạn sẽ vẫn có thể có được cái mức lãi khá là tốt khi mà cái target một của neo mình nghĩ là khoảng tầm 38 đô, 38 đô sẽ là cái target gần nhất mà neo có thể À, lên tới khi mà neo kết thúc cái chu trình giảm của mình thì kể cả các bạn mua ở cái mức giá hiện tại thì các bạn cũng có được cái lợi nhuận lên tới khoảng 100%. Đó thì rất là ổn còn trong cái trường hợp mà à, neo mà tụt xuống 10 đô thì không có lý do gì mà chúng ta mua khi mà cái target của neo cho được à, có được sẽ là rất lớn từ 10 lên 38 đô thì các bạn tự nhiên ra là chúng ta lại À, bao nhiêu phần trăm rồi thì đó là đối với cái đồng NEO và đồng ETH thì cái chiến lược của chúng ta sẽ khá là giống nhau chúng ta có thể mua dần được từ bây giờ và chờ đợi chốt ở cái target gần nhất và cái target gần nhất nó sẽ nằm trùng với cả cái đường MA6 mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để cái tìm được cái target ở cái video trước rồi và cái và cái cách này nó khá là chính xác nếu như các bạn dùng nó với những cái đồng coin đã tăng lên là đồng XRP chẳng hạn đồng như là cái đồng coin này chẳng hạn cái đồng ETN cũng là trong những cái đồng coin mà các bạn hay hỏi mình và ETN thì đã có một cái sự tăng giá rất là mạnh hiện tại thì ETN đang đứng thứ 43 trên bảng xếp hạng và có cái volume giao dịch khoảng 2,8 triệu đô cũng khá là ổn thì khi mà các bạn sử dụng cái công cụ này ấy, các bạn có thể thấy là đầu tiên là chúng ta xác định được cái target thứ nhất là dùng MA26 của một tuần đó thì chúng ta có được cái target đầu tiên cái vùng bán đầu tiên là khoảng 203 Satoshi thì nó trùng khớp với cả cái cột đầu tiên mà ETN đạt được khi mà ETN kết thúc cái chu trình giảm và đi lên cái chu trình tăng mới của nó. Và nếu như các bạn dùng uh, chart 2 tuần. Đây. Đó, các bạn dùng chart 2 tuần thì đây sẽ là cái target thứ hai mà các bạn có thể bán được. ETN nó rơi khoảng 405 Satoshi thì uh, trong và trong cái tuần thứ hai tăng giá thì các bạn có thể chứng kiến là ETN đã đạt được đến cái vùng giá này. Thì cái phương pháp này nó khá là chính xác so với cái thời điểm hiện tại và các bạn có thể dễ dàng tìm được cái vùng bán của mình ở hai cái vùng thứ nhất là vùng MA26 của một tuần và vùng MA26 của hai tuần. Các bạn có thể xét uh, được hai cái target đó cho cái lồng coi của các bạn từ giờ cho tới uh, cuối năm. Đối với uh, Cybermite thì, uh, à với những cái bạn nào mà còn đang muốn đầu tư ETN thì mình nghĩ là các bạn không nên đầu tư nhé, các bạn nên đợi đợi nó điều chỉnh đã ETN đã tăng rất là mạnh rồi và còn rất là nhiều những cái đồng coi khác chưa tăng thì mình nghĩ là các bạn không nên đầu tư và những cái đồng coi mà nó đã tăng mạnh như thế này rồi đúng không ạ à, đối với mai thì chat uh, chart mai vẫn đang rất ổn đối với bản thân mình hiện tại mình vẫn đang hold mai và target của mai mình nghĩ có thể đạt được khoảng 3.200 satoshi à, ở cái mức 2.200 Satoshi thì Cybermine CMT gặp một cái đường kháng cự rất là mạnh Và cái đường kháng cự này các bạn có thể rất là dễ dàng xác định được khi mà các bạn gióng ở sang bên trái đây các bạn có thể thấy là trong quá khứ thì cái đường này nó đóng vai trò là đường hỗ trợ của Cybermai uh, trong rất là nhiều lần và khi mà đường hỗ trợ bị xuyên thủng nó lại đóng vai trò là đường kháng cự uh, đó là lý do tại sao mà cái vùng 2002 chúng ta đang gặp cái sự điều chỉnh thì cái sự điều chỉnh này nó hoàn toàn là bình thường khi mà chúng ta đang nằm ở khá xa so với cái đường m 6 nếu mà các bạn mở chart một ngày chart chart đây một thì chúng ta sẽ có cái xu hướng là hồi lại cái vùng MA này để tiếp tục trend đi lên Đây các bạn có thể thấy rõ cái xu hướng ở trong cái thời điểm tháng 3 này Khi mà CMT tăng rất là mạnh Và nằm xa cái đường MA26 Thì chúng ta sẽ có cái xu hướng là hồi quy lại Test lại cái đường MA này trước khi chúng ta có cái xu hướng tăng giá tiếp theo Thì đối với CMT thì mình nghĩ là các bạn có thể mua lại được từ vùng 1800 cho đến vùng 1009 Hiện tại là cái vùng mua khá ổn Các bạn có thể mua lại được từ vùng này trở xuống À, và CMT thì uh, target mình đã đưa cho các bạn rồi Nó nằm khoảng 3.200 taxi Và cắt lót thì chúng ta sẽ uh, Cut loss ở cái vùng mà uh, 1.400 Trong cái trường hợp mà CMT nó không Không lên được nữa thì cut lót chúng ta sẽ cắt lót Ở dưới cái đường MA26 này Đó thì mình đã đưa cho các bạn cái target Và cái cut loss rồi thì các bạn có thể cân nhắc Đầu tư vào cái đồng CMT Thì uh, bản thân mình thì mình vẫn đang, đang Hầu cái đồng này mình mua từ cái khoảng đáy này cơ Mà cái thời điểm mà mình mua thì mình cũng đã À, chia sẻ cho các bạn thì à, với những các bạn nào mà đang mua với cái giá đáy thì đã lãi khoảng 50% rồi rất là ok tuy nhiên là mình nghĩ là CMT tiềm năng còn có thể tăng khá là ổn tăng khá mạnh so so với cái mức giá hiện tại nếu như các bạn mở chat một tuần ấy thì có thể thấy là trong quá khứ cứ khi nào mà CMT có ba cột tăng trở lên thì CMT có một cái sự bay rất là mạnh đó các bạn thể thấy là cái đồ thị giá của CMT khá là đặc biệt so với những cái đồng coin khác là nó bay mạnh và nó bay sau những cái đồng có khác, bay sau và bay trước. Đó thì các bạn có thể cân nhắc. Đó, còn đối với mình thì CMT mình nghĩ là vẫn có thể uh, tăng lên tiếp cái vùng hai, thì mình sẽ uh, chờ đợi ở cái vùng này và mình bán ở trên cái vùng này. Có bất cứ cái sự thay đổi nào thì mình sẽ update cho các bạn đúng không ạ? Uh, ok, hôm nay mình sẽ cập nhật những cái thông tin như vậy thôi. Các bạn nào mà còn những cái câu hỏi nào khác các bạn có thể Uh, comment cho mình biết cũng như là các bạn có thể chia sẻ cho mình uh, cái những cái đồng coin nào mà các bạn đang hâu thì mình uh, thì các bạn comment cho mình biết được không ạ à, chúng ta sẽ uh, cùng uh, trao đổi với nhau uh, cảm ơn các bạn lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau xin chào.